Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 422 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Tiên Kịch, tác giả Nhĩ Can, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì Vương Lâm ngồi khoanh chân trong tinh không này, tay phải vất lên, tấm buồng mặt quỷ liền hiện ra. Cấm chế bổn nguyên chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tấm buồng mặt quỷ này có thể được phàn san mộng dùng để thi triển ảo thuật. Tất nhiên là có liên quan tới thần thông huyễn đạo của Đại Hồn Môn. Huyễn đạo này mới là trọng điểm mà Vương Lâm muốn nghiên cứu ra. Nếu có thể hiểu ra được, có thể Vương Lâm ta sẽ dựa vào pháp bảo này, giống như đạo nhân bảy màu dùng phương pháp tương tự để mà tìm tới hồn thứ ba được. Cục diện này chính là muốn xem ai có thể tìm ra được hồn thứ ba nhanh hơn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tất cả những dấu vết trong tâm thần đều được hắn tính toán. Đạo nhân bảy màu không biết có ở trong huyễn cảnh đã thấy được tới đâu rồi, nhưng mà nhìn vẻ phẫn nộ của hắn thì hắn vẫn chưa tìm được chỗ luân hồi của hồn thứ ba đâu. Trừ hắn ra còn có Chiến Lão Quỷ nữa. Người này đã tìm kiếm hồn thứ ba, chỉ là không có phương pháp và tâm tư gì, nhưng cũng không thể coi thường hai người này được. Bọn họ dẫn động chiến tranh giới nội và giới ngoại vì muốn tìm hồn thứ ba. Lúc này chiến tranh đã chấm dứt, không chừng bọn họ cũng sẽ dùng phương pháp chiến tranh này tìm kiếm hồn thứ ba. Vốn dĩ chỉ có hai người bọn họ tìm kiếm, nhưng mà lúc này tiên nhân và tứ đại chiến tướng của Viễn Cổ Tiên Vực xuất hiện, chính là thế lực thứ ba nữa. Bọn họ đã tìm kiếm, và còn có cả nhất mạch cổ thần ẩn thế vô số năm, hiện giờ cũng đã sắp hiện thân rồi. Hồn thứ ba, rốt cuộc ngươi là ai chứ? Vương Lâm trầm mặc suy nghĩ, trong đầu dần dần rõ ràng hơn. Chỉ có tìm được hồn thứ ba mới có thể đi tới đại môn mở cửa ra, mang theo mọi người cùng tiến vào Tiên Cương Đại Lục được thôi. Vương Lâm nhắm hai mắt, hồi lâu sau khi mở ra thì trong đó đã là vẻ bình tĩnh, không còn suy tư việc này nữa mà quan sát tấm buồm mặt quỷ ở trong tay. Tuy nhiên thì vào lúc này thần sắc Vương Lâm lại đột nhiên ngưng trọng. Trong đầu hắn như có một tia chớp lóe sáng ầm ầm. Vương Lâm ngẩng phát đầu nhìn về phía tinh không xa xa, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Ta đã quên mất một người rồi, còn một người nữa. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn vừa đột nhiên nhớ tới một người. Nếu nói người này đã tử vong thì hắn quyết không thể tin được. Chính là Thiên Vận Tử. Người này năm đó đạt được máu của thiên đạo. Cho dù là có chuyện giống như là Thanh Long Thánh Hoàng nói về máu này, nhưng mà Thiên Vận Tử không thể chết dễ dàng như thế được. Hắn mãi vẫn không xuất hiện, cho dù trong trận đại chiến giới nội giới ngoài, hắn cũng không hề hiện thân. Mưu kế của hắn thì thâm sâu, năm xưa nhiều lần bày mưu với ta. Lúc này đây ẩn thế ở một nơi bí mật, ta sao có thể quên được hắn chứ? Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm. Thất thải thiên tôn năm đó đã hóa thành ba hồn bảy phách. Ba hồn diễn hóa tới nay, còn về phần bảy phách thì ta đã biết Thanh Thủy và sáu người còn lại cũng hơi đoán ra rồi. Thiên Vận Tử này, hắn có phải là bảy phách hay hắn chính là hồn thứ ba chứ? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong đầu hiện lên hình ảnh trong huyễn cảnh của đạo nhân bảy màu, nơi hồn thứ ba đi tới là xuyên qua Triệu Hà tiến vào Quân Hư,
Nếu như hồn thứ ba cuối cùng dừng lại ở Côn Hư thì Thiên Phận Tử, người này có thể chỉ là nếu hắn thật sự là hồn thứ ba thì muốn tìm kiếm hắn cũng đơn giản hơn một chút. Hắn rốt cuộc có phải hồn thứ ba hay không đây? Vương Lâm nhíu mày lại, hắn đoán sao không ra được tâm tư của Thiên Phận Tử. Từ năm đó sau khi trở thành đệ tử của Thiên Phận Tử cho tới tận ngày nay, Vương Lâm đối với cả Thiên Phận Tử vẫn tồn tại một sự kiêng kỵ. Mà theo sự thần bí của đối phương, sự kiêng kỵ này ngày càng thêm đậm. Thiên Phận Tử đã thôn phệ rất nhiều đệ tử, mà ta cũng từng chứng kiến trong tâm thần của hắn có hơn 3.000 phân thân. Năm đó ta không hiểu hắn muốn làm chuyện gì, chỉ cảm thấy hắn muốn đánh sâu vào bước thứ ba mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra có lẽ hắn dùng 3.000 phân thân này để tạo thành hương hỏa. Nếu vậy thì có khả năng hắn có mục đích khác nữa. Trong đầu Vương Lâm hiện xuất rất nhiều ý niệm, nhưng càng như vậy hắn lại càng không đoán được tên Thiên Vận Tử là muốn làm cái gì. Thiên kiếp trong viễn cổ tiên vực cũng không có khí tức của Thiên Vận Tử. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nén suy tư trong lòng. Việc này suy nghĩ nhiều cũng vô ích, thời gian trôi qua thì sẽ từ từ biết được mà thôi. Ánh mắt của hắn lóe lên rơi vào tấm bùa mặt quỷ. Cẩn thận chuẩn bị. Tấm bùa mặt quỷ này tồn tại vô số cấm chế vô cùng, bao hàm toàn bộ, còn có tứ đại cấm chế và rất rất nhiều cấm chế khác nữa. Muốn sinh ra cấm chế bổn nguyên nhất định phải tính toán để dung hợp, khiến cho toàn bộ cấm chế trên tấm bùa mặt quỷ này hóa thành một, như vậy sẽ có thể xuất hiện được bổn nguyên. Vô Lâm thì thào, thần thức hắn chìm đắm trong tấm bùa mặt quỷ, không ngừng lan tràn ra tìm tòi. Từng đạo cấm chế hiện lên trong tâm thần của hắn. Hắn muốn trước tiên phải hiểu toàn bộ cấm chế, xem chúng có tất cả là bao nhiêu đã. Tâm thần hắn liền tản ra, khiến cho tấm bùa mặt quỷ trong tay Vương Lâm không gió mà tung bay. Mặt quỷ trên đó lại càng thêm dữ tợn. Thời gian trôi qua đảo mắt đã tới 10 ngày. Trong 10 ngày này Vương Lâm vẫn không hề nhúc nhích. Toàn bộ tinh lực đặt trên tấm bùa mặt quỷ. Trăm vạn, ngàn vạn, mấy ngàn vạn cấm chế lóe lên trong tâm thần của Vương Lâm. Cho tới ngày thứ 6, sau đó hai mắt Vương Lâm đã tràn ngập tơ máu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Chúng có thể tự động diễn biến, không thể tính được số lượng cụ thể, nhiều quá. Vương Lâm cau mày lại, tay trái điểm vào mi tâm. Trong hơn 10 ngày này tâm thần của hắn rất là uể oải. Đây là một tổ hợp cấm chế hoàn mỹ dung nạp bên trong tấm bùa mặt quỷ này. Phải đánh tan sự hoàn mỹ này, như vậy mới có thể tiến hành dung hợp và tính toán tiếp. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tấm bùa mặt quỷ, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Hồi lâu sau hắn cắn răng giơ tay lên chụp về phía trước. Lập tức huyết quang lóe ra, huyết kiếm xuất hiện trong tay của hắn. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, bỗng nhiên hướng về phía trước chém một kiếm. Ầm một tiếng, huyết kiếm xuyên qua tấm bùa mặt quỷ, mở ra một lỗ hổng. Trong tích tắc khi mà lỗ hổng này xuất hiện, toàn bộ thần thức của Vương Lâm theo lỗ hổng đó chui vào trong tấm bùa mặt quỷ. Ngay sau đó, mặt quỷ dữ tợn trên tấm bùa mặt quỷ hình như truyền ra những tiếng gào thét dữ tợn, bao phủ cả tinh không. Bên trong lỗ hổng dường như có cuồng phong thổi ra, vô số cấm chế bên trong lóe lên tràn ngập bốn phía Vương Lâm, tràn ra tám hướng, cuối cùng thì bao phủ từng tấc tinh không trong cái khe Vân Hải tinh vực này. Bên trong cái khe Vân Hải tinh vực này bị cấm chế chiếm cứ toàn bộ. Cấm chế này giống như là cơn lốc vậy, tràn khắp cả tinh không. Thân ảnh Vương Lâm bị bao phủ trong đám cấm chế này. Sau khi mà cơn lốc cấm chế chiếm cả tinh không hóa thành một đạo, cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm sẽ đại thành. Đến lúc đó hắn sẽ có lực lượng đánh với tu sĩ không huyền hậu kỳ một trận. Bên trong thế giới, trong động phủ, cho dù là nội phủ hay ngoại phủ, dù là cái khe tinh không nào thì cũng rất ít khi có một cơn lốc cấm chế như thế này xuất hiện. Cấm chế này vốn chỉ là một đám ký hiệu, nhưng mà lúc này số lượng nhiều quá, dày đặc chồng lên nhau đã không còn thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một đám sương mù mờ ảo tỏa ra u quang. Trong tiếng rít gào thì không gian vặn vẹo, cấm chế cứ thế xoay tròn, thoạt nhìn giống như một cơn lốc khôn cùng. Cảnh tượng này rất là hoành tráng, nhưng chỉ có mình Vương Lâm có thể cảm thụ. Dù là đám mãnh thú tồn tại trong cái khe Vân Hải tinh vực này, thì trong nháy mắt khi mà cơn lốc cấm chế này xuất hiện đều tránh xa. Đám mãnh thú này rất là sợ hãi, từ bốn phương tám hướng đều điên cuồng bỏ chạy về phía cửa ra. Cảnh tượng này giống như là thú triều vậy. Đám mãnh thú lao ra khỏi cái khe,
chỉ trong thời gian mấy ngày bên ngoài cái khe đã có vô số mãnh thú. Chúng không rời đi quá xa mà chỉ ở bên ngoài cái khe, run rẩy nhìn vào trong không gian trong đó, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi cùng cực. Thú triều tại cái khe Vân Hải tinh vực này cũng khiến rất nhiều người chú ý, định xông vào quan sát xem xét rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trong đó. Nhưng mà cơn lốc cấm chế trong cái khe khiến tất cả những người muốn tiến vào đều phải hoảng sợ. Cơn lốc bên trong cái khe vẫn đang quần quận thổi, tiếng gió rít không ngừng giống như quỷ khóc sói gào, truyền ra khắp bốn phía. Sâu bên trong vô số cấm chế này, Vương Lâm khoanh chân ngồi yên lặng. Hắn nhắm hai mắt, trên mi tâm hiện lên vẻ tính toán. Tấm bùa mặt quỷ bị Vương Lâm chém thủng, hình thành cơn lốc cấm chế. Vương Lâm không hề kinh hoàng, chuyện này đã nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này có thể xác định, thể xác và tinh thần của hắn bình tĩnh, không ngừng tính toán, chậm rãi tới gần bổn nguyên cấm chế. Cấm chế trên thực tế chính là trận pháp. Muốn hiểu được bổn nguyên của nó thì phải có thần thức cực kỳ cường đại. Vương Lâm lúc này tu vi đã đạt tới không linh trung kỳ, thần thức tất nhiên cực kỳ cường đại rồi, đủ để cảm ngộ lại bổn nguyên này. Giờ phút này thần thức hắn tản ra, bao phủ cả không gian, cả khe đất này, không ngừng tính toán, chậm rãi khiến cấm chế trong khu vực này dần dần ít đi. Chúng ít đi cũng không phải là biến mất mà là dung hợp, cứ hai cấm chế dung hợp làm một. Thời gian trôi qua thì càng ngày càng tốc độ dung hợp càng nhanh. Cuối cùng hầu như chỉ trong một nhịp thở là lại có rất nhiều cấm chế cũ tiêu tán, rồi cấm chế mới lại xuất hiện. Cấm chế bổn nguyên chính là một loại lực lượng tính toán. Loại lực lượng này bao trùm cả La Thiên tinh vực, thậm chí có thể tính toán cả tương lai, thay đổi được vận mệnh bản thân, cần phải có thần thức rất là mạnh. Thiên vận tử lại có thuật này, trước ta không hiểu lắm, giờ xem ra ngày đó hắn ẩn giấu trình độ cấm chế kinh thiên đó. Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt bừng lên hàn quang. Hắn vẫn luôn kiêng kỵ thiên vận tử, chuyện này như là ở một nơi bí ẩn, luôn có một ánh mắt từ trong hư vô nhìn lại khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Nhưng quay đầu nhìn lại thì không thể phát hiện ra ánh mắt đó đến từ đâu. Lại nói thì sau 7 ngày, gió lốc cấm chế trong khe đất này nhỏ đi rất là nhiều. Vô số cấm chế trước đây giờ phút này đều đã tiêu tán gần một nửa, toàn bộ dung hợp lại. Chỉ là Vương Lâm vẫn không buông lỏng một chút nào cả. Ngay lúc này cấm chế dù đang dung hợp, nhưng nó còn diễn biến ra vô hạn. Nếu bản thân không thể liên tục khiến cấm chế cuối cùng biến thành một đạo, thì chúng rất nhanh sẽ diễn biến ra số lượng nhiều hơn nữa. Dù là hiện tại với vô số cấm chế chỉ còn một nửa thì cũng đã có mơ hồ dấu hiệu phân chia. Chỉ cần chúng phân chia một lần thì đủ để khiến toàn bộ cố gắng của Vương Lâm vừa rồi tan thành mây khói. Thần thức của hắn giống như là một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ cấm chế này. Mỗi khắc ánh mắt lại lóe lên, thần thức tính toán ra rồi áp xúc chúng lại. Càng về sau thì Vương Lâm lại càng gặp khó khăn. Thần thức của hắn giống như là bị phân thành vô số phần, tính toán vô tận, yên lặng dung hợp đám cấm chế. Thời gian 10 ngày thoáng chốc trôi qua, phạm vi thần thức của Vương Lâm bao phủ đã nhỏ lại bằng một nửa. Đám cấm chế trong dung hợp cũng giảm đi nhiều, chẳng qua lực lượng phân chia truyền ra bên trong hầu như đã đạt tới đỉnh. Vương Lâm vẫn không nhúc nhích nhưng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn dùng toàn bộ thần thức để tính toán, tìm kiếm cơ hội dung hợp lần thứ 3. Rồi lại 10 ngày nữa trôi qua, trong khi cấm chế này đã có một bộ phận phân chia thì Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Cấm chế là trận pháp, trận phải là đại đạo. Thiên địa có trận thì chính là pháp tắc, là quy tắc. Người cũng có trận, đó là vận mệnh, là quỹ tích. Trận pháp cấm chế này nói trắng ra chính là quy tắc mà tu sĩ tự mình nghĩ ra, dùng lại quy tắc này để vận chuyển thiên địa. Cấm chế như vậy mà lại dung hợp. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ minh ngộ, thì thào nói nhỏ, thần thức bao trùm cả cấm chế ầm ầm dung hợp. Đây là lần dung hợp thứ 3. Lần này sau khi dung hợp cấm chế bốn phía xung quanh thì Vương Lâm đã giảm xuống chừng khoảng 1.000.000 cái. Gần 1.000.000 cấm chế này, mỗi một cái cấm chế đều cực kỳ đầy đủ, giống như tự thành một thể, cũng ẩn chứa khí tức cường hãn. Chúng rất khó có thể dung hợp thêm một lần nữa. Sắc mặt Vương Lâm lúc này tái đi. Dung hợp 3 lần đã là cực hạn quán. Tính toán cấm chế này để cuối cùng chúng hóa thành một đạo so với tưởng tượng quán thì còn gian nan hơn rất nhiều. Trong lòng không hề thư thả nửa điểm, khiến cho Vương Lâm không thể không phân thần ra khống chế. Do vậy lúc này hắn lại càng thêm mệt mỏi. Cấm chế dung. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, thần thức chợt tăng mạnh, từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ ngưng tụ lại. Trong tiếng ầm vang,
cả ngàn vạn cấm chế xung quanh Vương Lâm. Tiếng động này kinh thiên, áp xúc khiến đám cấm chế liền ngưng tụ lại một chỗ, rồi bị Vương Lâm mạnh mẽ dung hợp. Nhưng mà sự dung hợp này vừa mới hình thành một nửa, đã lập tức có mấy cấm chế trong dung hợp vỡ tung. Chúng vỡ rồi nhưng mà không biến mất, mà lại phân chia thành mấy lần. Cũng trong sự phân chia này mà lại khiến cho một bộ phận cấm chế tiếp tục vỡ ra. Do vậy trong thời gian ngắn ngủi này, gần 1.000 vạn cấm chế lập tức va chạm, mơ hồ khiến thần thức Vương Lâm không thể co rút lại nữa mà bành trướng ra bên ngoài. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, loại chuyện này nếu không thể ngăn cản ngay lập tức thì mọi tính toán của hắn lúc này sẽ thất bại. Thân thể hắn liền nhoáng lên một cái, lập tức bổn tôn vốn ở trong cơ thể liền bước ra, chỉ để lại phân thân vẫn ngồi khoanh chân như cũ. Bổn tôn vừa bước ra, một luồng khí tức kinh thiên tràn tới, chỉ thấy thân thể Vương Lâm nhoáng lên, thân thể cổ yêu xuất hiện, lao thẳng về phía trước. Cùng với lúc đó, thân thể cổ ma bộc phát ra ma khí ngập trời cũng lao ra, bay về một hướng khác. Cuối cùng chỉ còn lại thân thể cổ thần, lùi lại phía sau cùng với cả cổ yêu, cổ ma, tạo thành thế tam giác. Cấm chế, dung! Thần sắc Vương Lâm dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, thần thức lại một lần nữa điên cuồng ngưng tụ lại. Đồng thời thì phân thân tam tộc cổ do bổn tôn biến thành cũng triển khai tu vi, dung hợp trong thần thức này, mạnh mẽ đè nén cấm chế dung hợp lập tức sát áp sát với nhau. Tiếng ầm ầm lại vang lên, dù là cấm chế đang phân chia hay là dung hợp, toàn bộ trong tích tắc này đều bị thần thức Vương Lâm và lực lượng của bổn tôn khiến chúng mạnh mẽ mà ngưng tụ lại. Trong nháy mắt gần 1.000.000 cấm chế này liền ít hẳn đi, cuối cùng xung quanh Vương Lâm chỉ còn lại không tới 100.000. Đây là lần dung hợp thứ tư. 500.000 cấm chế này giống như là 500.000 con ngựa hoang vậy, không chịu khống chế, đều tỏa ra ánh sáng kinh thiên. Nếu không phải có thần thức Vương Lâm bao phủ chặt chẽ, thì rồi lại có tam thể của bổn tôn hạn chế, thì chúng sẽ lập tức vỡ tung ra rồi tiếp tục phân chia. Giờ đây hai mắt Vương Lâm đỏ bừng bừng, rất nhiều tơ máu hiện lên. Đám tơ máu này quấn lấy nhau, liên kết vào một chỗ, giống như tồn tại một quy tắc kỳ dị nào đó. Đồng tử trong hai mắt đều có tơ máu, nhưng số lượng tơ máu trong một mắt lại khác nhau. Tơ máu này đã biểu hiện sự mệt mỏi của Vương Lâm, cũng là dấu vết của hắn sau mấy ngày tính toán, nghĩ ra phương pháp tạo thành cấm chế bổn nguyên. Cấm chế dung hợp lần thứ 5. Tay phải Vương Lâm nhanh chóng bắt quyết, lục đạo bổn nguyên trong cơ thể biến ảo hiện ra. Lục đạo bổn nguyên vừa xuất hiện, tinh không liền chấn động. Chúng liền hóa thành 6 trường kiếm bay vút lên, sau đó hạ xuống. Ở bên ngoài mỗi thân thể của bổn tôn lại có 2 thanh đang vây quanh phân thân của Vương Lâm ở trung tâm. 6 thanh trường kiếm áp chế khiến 500.000 cấm chế lại một lần nữa bị mạnh mẽ dung hợp. Tiếng ầm vang vào lúc này đã không còn nhiều lắm. Trong lần dung hợp này liên tục diễn ra, lần thứ 6 rồi lần thứ 7 rồi lần thứ 8 dung hợp. Lần lượt dung hợp số lượng thay đổi, thậm chí cấm chế cũng không phải là 2 cái dung hợp nữa mà là 3 cái, 5 cái vào một lần. Do vậy mà sau lần dung hợp thứ 8, bên ngoài thân thể Phương Lâm chỉ còn lại tầm mấy ngàn cái. Nhưng mà 1.000.000 cấm chế này, mỗi cái lại bao gồm tứ đại cấm, cũng bao gồm những cấm chế không thuộc về thế giới này. Chúng lớn tớn hơn 10 trượng, tạo thành tiếng chấn động ầm ầm vang về bốn phía. Nhìn đám cấm chế này, tia máu trong mắt Phương Lâm lại càng thêm nhiều. 3.172 cái sao? Đủ rồi. Vương Lâm đứng phắt dậy, tay phải vung lên vỗ mạnh một cái lên thân thể. Một trường này khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa xuất hiện, Vương Lâm lại vung tay, đám máu tươi này chia thành 3.172 phần rồi lao thẳng về phía đám cấm chế. Huyết cấm dung hợp lần thứ 9. Vương Lâm gầm to một tiếng, lấy máu làm vật dẫn, lại dung hợp hơn 3.000 cấm chế này lại một lần. Lúc này huyết quang tỏa ra chói mắt, đám cấm chế ầm ầm chồng lên nhau. Huyết quang ngày càng đậm và cuối cùng di động phía trước Vương Lâm chỉ còn 9 cấm chế. 9 cấm chế này lớn tới ngàn trượng, chẳng khác gì một ngọn núi tỏa ra khí tức tang thương sừng sững ở trong tinh không. Nhưng ngay khi đám cấm chế này hiện ra thì một trong số đó đột nhiên vỡ tung, phân chia thành vô số, lan về bốn phía. Ngay sau đó là một cái khác cũng vỡ tan. Biến cố đột ngột này khiến Vương Lâm không kịp suy nghĩ, hắn nhanh chóng vươn tay phải điểm lên mắt phải một chỉ. Một chỉ này khiến mắt phải Vương Lâm phun ra một đám sương mù máu. Rồi một hư ảnh đồng tử khổng lồ bất ngờ biến ảo ra trước người Vương Lâm. Trong đồng tử này tràn ngập tơ máu. Quy tắc là thứ gì? Sợ rằng rất ít người có thể hiểu rõ. Thậm chí sự khác biệt so với cả pháp tắc
thì vô số người suy nghĩ trong vạn vạn năm chắc cũng chẳng thể tìm ra nổi. Về điểm này thì Vương Lâm vẫn còn mê man. Đôi khi hắn cũng đang nghĩ tới, nhưng mà càng nghĩ thì lại càng phủ định những suy đoán trước đó. Quy tắc, pháp tắc, rồi thiên địa trận pháp, đó chính là những đáp án mà hôm nay Vương Lâm đã nghĩ tới. Thiên địa là gì? Thiên địa trong thế giới, trong động phủ này chính là thiên đạo. Nhưng thiên đạo là gì? Hoặc là nó dựa vào cái gì mà có thể quyết định quy tắc và pháp tắc? Làm sao có thể nảy sinh ra những thứ đó đây? Vương Lâm không rõ. Mặc dù hắn có chiến bổn nguyên hóa thành một quy tắc mới, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra nổi. Hắn chỉ biết là quy tắc cũng tốt, mà pháp tắc cũng được, tất cả đều là vật vô hình. Nhưng nếu bắt chúng là vật hữu hình thì đó chính là một sợi tơ quấn quanh tất cả mọi người trong thiên địa này, tất cả mọi vật trong thiên địa này. Giống như là định thân thuật vậy, xuất hiện vô số sợi tơ mơ hồ quấn lấy địch nhân. Những sợi tơ này chính là giải thích của Phương Lâm đối với cả quy tắc và pháp tắc. Mỗi một sợi tơ này đều khác nhau, chúng lần lượt quấn lại một chỗ, hợp thành quy tắc không giống nhau. Những quy tắc đó nếu dung hợp một chút ý chí thì gọi là pháp tắc. Đó chính là thiên địa và cũng chính là thiên đạo. Cấm chế theo giải thích của Vương Lâm chính là do những sinh linh sớm nhất sinh ra trong thủa thiên địa mới được sơ khai. Bọn họ cúng bái thiên địa và cuối cùng sinh ra nghi vấn, trong đủ loại thay đổi, cũng không tôn sùng, cũng không sùng kính thiên địa một cách cuồng nhiệt, mà bắt chước quy tắc, bắt chước pháp tắc tạo ra thuật này. Thuật này chính là trận pháp, là cấm chế. Vương Lâm trong những ngày này cảm ngộ được, hắn nghiên cứu không phải là sự bất đồng của cấm chế này, mà là tìm tòi hiểu ra khởi nguyên của cấm chế. Lúc hắn nghĩ tới chuyện nếu như là những sợi tơ vô hình này là quy tắc, là pháp tắc, như vậy một người nếu thật sự muốn đạt được cấm chế bổn nguyên hoàn mỹ nhất thì phải ngưng tụ ra một sợi tơ tằm của bản thân. Sợi tơ tằm này phải ở trên thân thể của mình, hoàn toàn thuộc về mình thì mới được gọi là thành công. Vì vậy hắn mới hướng về phía tấm bùa mặt quỷ chém một kiếm, phá tấm bùa mặt quỷ này để cho vô số cấm chế tạo thành gió lốc tràn ra. Trong nháy mắt đó, hắn đã nghĩ ra một phương pháp. Phương pháp này chính là tơ máu trong đồng tử của hai mắt. Lấy tơ máu trong hai mắt mình để hóa thành sợi tơ quy tắc pháp tắc trong thiên địa sau khi dung nhập tất cả cấm chế. Lúc đó trong hai mắt của Vương Lâm sẽ sinh ra một loại tồn tại như thiên địa. Hai mắt hắn chính là cấm chế bổn nguyên, chính là quy tắc tự thân hắn nghĩ ra. Suy nghĩ của hắn chính là ý chí của quy tắc, cũng là pháp tắc. Loại phương pháp này từ cổ chí kim thì chưa người nào từng nghĩ tới. Vương Lâm chính là người đầu tiên. Hắn gan lớn, tâm tư lại cẩn mật, một khi quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng mà Vương Lâm không phải người nghĩ ra đầu tiên, mà chính là tác giả của Tiên Nghịch. Giờ phút này thì con ngươi hư ảo xuất hiện trước người. Bên trong con ngươi đó thì tràn ngập tơ máu. Vương Lâm quát khẽ một tiếng, tơ máu trong đồng tử liền lóe lên, phóng đại ra vô số lần, bao phủ đám cấm chế đang nhanh chóng sụp đổ kia. Ngay sau đó, tay phải Vương Lâm giơ lên điểm vào mắt trái, nhất thời mắt trái biến ảo ra, trước người lại hiện lên một đồng tử khổng lồ nữa. Hai đồng tử này sau khi xuất hiện liền có tơ máu lóe lên tràn ngập bốn phía. Cấm chế khắp nơi lúc này dung hợp với cả tơ máu. Sau thời gian nửa nén hương thì nơi này không còn tồn tại một chút cấm chế nào nữa, chỉ còn hai đồng tử khổng lồ đang lượn lờ tơ máu vô tận, lơ lửng ở trong tinh không. Tâm niệm Vương Lâm vừa động, hai đồng tử hư ảo kia liền lóe lên rồi nhanh chóng lùi lại, tiêu tán trong hai mắt quán. Lúc này Vương Lâm liền nhắm hai mắt lại. Tam thể của bốn tôn Vương Lâm trong nháy mắt liền dung hợp hóa thành một, rồi bước về phía trước nửa bước, chồng lên phân thân đang nhắm mắt, cuối cùng dung hợp làm một. Thần thức hắn tản ra, lúc này cũng đã chậm rãi ngưng tụ lại, cuối cùng về lại trong cơ thể Vương Lâm. Trường kiếm do lục đạo bổn nguyên biến thành quay về xung quanh Vương Lâm chậm rãi chuyển động. Khí tức bổn nguyên tràn ngập khiến thân thể Vương Lâm thoạt nhìn hơi mơ hồ. Hết thảy mọi vật trong tinh không vào lúc này đều đã yên tĩnh trở lại, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân không nhúc nhích ở đó. Nhưng từ từ, một luồng khí tức từ trong thân thể hắn khuếch tán ra. Luồng khí tức này thì chính là do tu vi không linh trung kỳ biến thành, trong nháy mắt từ trên người Vương Lâm lan ra. Luồng khí tức này như sôi trào, có dấu hiệu tăng mạnh. Luồng khí tức này ngày càng mạnh, dần dần rồi lan ra. Trường kiếm do lục đạo bổn nguyên bên ngoài thân thể Vương Lâm biến thành phát ra những tiếng ong 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 ong, giống như đang reo vui bởi vì đạo bổn nguyên thứ 7 mà hoan hô vậy. Hai mắt của Vương Lâm trong tích tắc này đột nhiên mở ra, đôi mắt khiến người ta phải kinh hãi.
Ánh mắt vốn không có màu sắc, nhưng mà khi có người nhìn thấy, thì hễ là người nhìn thấy thì đều chấn động tâm thần, có cảm giác như nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ. Nguồn gốc của đôi mắt màu đỏ thì chính là tơ máu trên đồng tử của Vương Lâm. Tơ máu này lần lượt thay đổi vận chuyển giống như quy tắc thiên địa, cũng giống như là pháp tắc. Mỗi một sợi tơ máu đều ẩn chứa cấm chế. Thần sắc Vương Lâm bình thản, hai mắt trong tích tắc đảo qua tinh không. Hắn thấy trong tinh không lúc này mơ hồ tồn tại vô số những sợi dây nhỏ, những sợi dây này thì chính là quy tắc. Tay phải giơ lên nhẹ nhàng phất về phía trước một cái. Cái phất này như tầm thường, nhưng khi Vương Lâm nhìn lại thì trong tay hắn đã có một sợi dây nhỏ mà người ngoài không thể nhìn thấy nổi. Trong tích tắc khi hắn nắm lấy sợi dây này, tinh không xa xa đột nhiên xuất hiện một vùng băng hàn. Hàn băng này xuất hiện quá đột ngột, vừa hiện ra liền khiến bốn phía phải đóng băng. Ngón trỏ của Vương Lâm buông sợi dây vô hình ra, vùng băng giá trong thiên địa liền ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh băng quấn về tám hướng. Trong đó có một khối băng khổng lồ lao tới gần Vương Lâm 10 trượng thì mới tiêu tán. Thần sắc Vương Lâm rất bình thản, tay phải lại gảy một sợi dây vô hình nữa. Ở xa xa trong tinh không ầm ầm sụp đổ, liền xuất hiện một hố đen khổng lồ truyền ra lực hút vô tận, cắn nuốt mọi vật ở xung quanh. Một hồi lâu sau thì Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Khi mở ra một lần nữa, tay phải hắn bắt quyết điểm một cái vào mi tâm ba tấc. Dần dần trong mắt hắn tỏa ra hồng quang ngập trời, mơ hồ có thể thấy được từng sợi tơ máu đang trong hồng quang. Ở trong mắt Vương Lâm đang thay đổi quỹ tích, rồi chậm rãi tản ra ngưng tụ. Cuối cùng tơ máu trong đôi mắt hắn ngưng tụ thành một sợi. Mỗi mắt hắn có một sợi. Một sợi chỉ hồng này là do tất cả những sợi tơ máu tạo thành. Nó không phải như đồng tử mãng xà dựng đứng lên, mà nằm ngang chia đôi đồng tử của Vương Lâm. Hồng quang lan ra ngưng tụ trên đầu ngón tay Vương Lâm. Từ từ ánh sáng trên đầu ngón tay lại càng sáng như ngọc, màu đỏ cũng hóa thành một đám u quang của cấm chế. Một lúc lâu sau, Vương Lâm buông tay phải điểm một chỉ về phía trước. Một chỉ này khiến ngón tay hắn lấp lóe u quang. Chỉ thấy một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện ở trước người của Vương Lâm. Thanh kiếm này hư ảo, bên trong giống như có vô số cấm chế tồn tại. Trong tích tắc khi mà thanh kiếm này xuất hiện, mái tóc Vương Lâm không gió mà tung bay. Thân thể hắn chuyển ra như tiếng bùng bùng. Khí tức toàn thân tăng mạnh dần dần từ không linh trung kỳ trực tiếp tăng tới không linh hậu kỳ. Ngẩng phát đầu, tay phải Vương Lâm nhắm chặt lại, nắm chặt lại. Tu vi gia tăng khiến cho chỉ một động tác nắm tay của hắn thôi cũng khiến cho tinh không bốn phía phải run rẩy, giống như tinh không bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay vậy. Vãi đái. Vương Lâm từ từ đứng dậy, vung tay áo thu bảy thanh kiếm do bổn nguyên biến thành vào trong thân thể. Sau đó hắn vung tay chụp vào hư không một cái. Tấm bùa mặt quỷ đã có một lỗ hổng xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên trong nháy mắt khi nhìn về tấm bùa mặt quỷ. Lỗ hổng trên đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn nguyên vẹn. Mặt quỷ trên tấm bùa dữ tợn quỷ dị như trước, nhưng mà lúc này Vương Lâm nhìn đã có một chút thân thiết rồi đó. Tấm bùa mặt quỷ này đã hoàn toàn trở thành bảo vật của Vương Lâm. Ảo thuật của đại hồn môn trên tiên cương đại lục cũng là một loại cấm chế, là một bộ phận của cấm chế bổn nguyên. Cấm chế vốn là giả dối cũng giống như quy tắc vậy. Nó tồn tại như vậy nhưng mà người có khả năng vẫn có thể quên đi. Người nói nó không tồn tại thì là nó không tồn tại. Huyễn thuật này cũng giống như chân giả thôi, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Ta tuy đã tự hiểu ra cấm chế bổn nguyên, nhưng bổn nguyên này vẫn chưa đại thành. Nó chỉ là do lấy bản thân làm cơ sở diễn biến ra. Cấm chế bổn nguyên đại thành chính thức thì cần phải khiến cho bản thân trở thành thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc của bản thân thành thiên địa quy tắc của thiên địa. Ý chí của bản thân trở thành pháp tắc ở trong thiên địa. Điều này khó, rất khó. Vương Lâm trở mặt lắc đầu thu hồi tấm bùa mặt quỷ, bước một bước về phía trước. Lúc này ta cần làm nhiều việc hơn. Huyễn cấm trên tấm bùa mặt quỷ này cũng cần chút thời gian để mà nghiên cứu, chẳng qua đến lúc phải lên đường rồi. Thân ảnh Vương Lâm trong mái tóc bạc tung bay dần dần đi xa. Chuyến này tới Vân Hải Tinh Vực, Vương Lâm thu hoạch rất lớn. Tu vi lên tới đạo cổ bát tinh, không linh hậu kỳ, lại đạt được tấm bùa mặt quỷ, thao túng chiếc thuyền nữa, còn kết thành liên minh với Phàn San Lộ. Quan trọng nhất là hắn từ đạo nhân bảy màu mơ hồ thấy được phương pháp tìm kiếm hồn thứ ba. Và lúc này, tại phạm vi của tiên tộc trên tiên cương đại lục, một hồi đại chiến ầm ầm vang lên trên chín tầng trời. Và lúc này, tại phạm vi của tiên tộc trên tiên cương đại lục,
một hồi đại chiến ầm vang trên 9 tầng trời. Trận đại chiến này, người trên mặt đất khó có thể phát hiện. Tu vi của bọn họ không đủ tư cách để biết được việc này. Đối với rất nhiều tu sĩ trên mặt đất mà nói, họ chỉ có thể thấy trong mấy tháng, bầu trời hôn ám một mảnh, hình như có sương mù chậm rãi lưu động mà thôi. Huyền La Đại Thiên Tôn, tu vi của ngươi so với năm đó yếu đi không ít, hẳn là sắp chuyển thế rồi. Không biết đã tìm được người bảo vệ hay chưa? Nếu chưa thì bổn đạo ta đây có thể tặng cho ngươi một người. Ta tiến vào Tiên Cương Đại Lục mà ngươi cứ dây dưa mãi, nếu còn ngăn trở ta sẽ giết sạch đạo nhất tông của ngươi đó. Trên 9 tầng trời, mặt trời như máu hiện lên, bên trong truyền ra giọng nói bình tĩnh của Huyền La Đại Thiên Tôn. Giết sạch đạo nhất tông của ta sao? Mà ngươi vội vã như vậy, lần này tới tiên tộc ta nhất định là có chuyện trọng đại rồi. Sao? Nơi Huyền La ta muốn đi, khắp nơi đều là chuyện trọng đại cả. Thế giờ ngươi có tránh ra hay không đây? Huyền La Đại Thiên Tôn vốn khinh thường không muốn dùng âm mưu quỷ kế, ánh mắt lộ ra hàn quang. Và lúc này bên ngoài cái khe của Vân Hải Tinh Vực, lúc này có rất nhiều mãnh thú. Đám mãnh thú này thần sắc vẫn hoảng sợ, chúng không quên được cơn lốc cấm chế đã đuổi chúng ra khỏi cái khe vào mấy tháng trước. Chỉ là cái khe đó là nhà của chúng, lúc này chúng vẫn luôn bồi hồi ở bên ngoài, không muốn rời đi. Thời gian trôi qua, đám mãnh thú này dần dần xúc động hơn, nhưng mà cũng không dám bước vào cái khe. Nhưng tiếng gầm trầm trầm vang vọng bốn phía. Ngay vào lúc này, một thân ảnh mặc bạch y từ trong cái khe chậm chậm bước ra. Thân ảnh này trong tích tắc xuất hiện liền khiến cho đám mãnh thú đồng loạt lùi lại phía sau. Chúng còn cảm nhận được rõ ràng là từ trên người Vương Lâm tỏa ra một luồng khí tức khiến chúng phải run rẩy sợ hãi. Vương Lâm đi ra khỏi cái khe, ánh mắt bình tĩnh nhìn một lượng lớn mãnh thú, không hề dừng lại mà thân thể nhoáng lên biến mất tại chỗ. Cho tới khi mà Vương Lâm rời đi rất lâu rồi thì đám mãnh thú này mới từ từ tới gần cái khe, cẩn thận đi vào bên trong đó. Sau đó không thấy gì nguy hiểm nữa mới đồng loạt chui vào trong cái khe. Vương Lâm đi trong tinh không, thân ảnh bước giữa hư vô, thường chỉ xuất hiện trong tích tắc liền tiêu tán khi xuất hiện đã ở một nơi cách đó rất là xa. Chẳng bao lâu sau, phía trước Vương Lâm đã là ranh giới của Vân Hải Tinh Vực, cũng là chỗ tân tiên giới. Lúc này đại lục lơ lửng, ngân hà vờn quanh, ánh sáng như ngọc nhu hòa tỏa ra chiếu rọi khắp cả bốn phía. Những ba động trận pháp cấm chế từ trên đó khuếch tán ra bảo vệ tiên giới. Nhìn lại nơi này thì thần sắc Vương Lâm không còn lạnh lùng nữa. Nơi này lán tạo ra từ Chu Tức Tinh ra đây là nhà quán ở trong động phủ này. Nơi này có rất nhiều người hắn quen biết khiến hắn không thể dứt bỏ được. Tiên giới và ngân hà này dù có cấm chế nhưng uy lực vẫn còn chưa đủ. Các tiên cấm trên ngân hà trước đây Vương Lâm không có năng lực tăng cường cho chúng, nhưng mà lúc này hắn có thể làm được rồi. Không tiến vào tiên giới mà Vương Lâm đứng ngoài ngân hà, trung tâm ngân hà, ngưng thần nhìn lại. Sợi tơ máu cắt ngang đồng tử đang tiêu tán vào lúc này lại xuất hiện hồng quang quỷ dị. Tay phải hắn giơ lên bỗng nhiên vung về phía sau, một cái vung này khiến tơ máu trong đồng tử hai mắt hắn vô thanh vô tức biến ảo ra trước người, rồi lao thẳng về phía ngân hà. Cũng trong tích tắc này, tơ máu trong hai mắt Vương Lâm lóe sáng biến ảo ra bên ngoài cơ thể, tỏa ra ánh sáng chói mắt dung nhập vào trong ngân hà, liên kết chặt chẽ khiến ngân hà mơ hồ tỏa ra huyết quang. Làm xong mọi việc, Vương Lâm hướng về phía tinh không, trong mắt hắn mơ hồ thấy những sợi tơ quy tắc nhỏ hiện ra. Tay phải hắn giơ lên túm một cái, lập tức có rất nhiều sợi tơ quy tắc trong tinh không như bị sóng ngược quấn đi, dần dần từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại một lượng lớn bao phủ dày đặc ngân hà. Thế này thì tiên giới trong trận hạo kiếp khi mà tìm kiếm hồn thứ ba có thể bình an rồi. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát hướng về phía ngân hà cất bước. Trong tích tắc khi mà tiến vào ngân hà, đám người Hồng Sam Tử liền phát hiện, từ trong nhập định xuất hiện, thần sắc biến đổi liền bước vào trong thiên không. Thanh Lâm, Thanh Thủy, Tư Đồ Nam, cả đám người Nam Vân Tử cũng đều đứng trên bầu trời, nhìn thân ảnh mặc bạch y đang mỉm cười ở phía xa xa kia. Cũng có rất nhiều người Vương Lâm quen biết lúc này đều nhận ra trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh mặc bạch y kia,
khuôn mặt liền hiện lên vẻ tươi cười. Vương Lâm nhìn những khuôn mặt quen thuộc phía trước, vẻ tươi cười đầy ấm áp dần dần cũng nở ra nụ cười. Hắn nhìn thấy đứng bên cạnh Thanh Thủy chính là Hồng Điệp, phụ tử hai người hiển nhiên đã nhận ra nhau. Hắn thấy Thanh Sương đi sau Thanh Lâm, thấy phía sau xa xa Thanh Sương có một nam tử u buồn. Nam tử này yên lặng nhìn Thanh Sương, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, có bi ai nhưng lại càng có vẻ thỏa mãn, chính là Chu Giật. Vương Lâm còn nhìn thấy Chu Như trong lòng hắn. Chu Như dù hiện giờ đã trưởng thành nhưng vẫn còn là một đứa trẻ. Bên cạnh nàng còn có con hổ làm bạn như trước kia nữa. Ánh mắt đảo qua khắp mọi người, Vương Lâm mỉm cười nhẹ giọng mà nói: "Ta về tới nhà rồi." Mấy chữ này khiến hàng loạt tiếng hoan hô vang lên phía tây tiên giới. Vốn là một vùng trống trải nhưng mà lúc này lại là một nơi bộ lạc của thái cổ tinh thần sinh sôi nảy nở. Bộ lạc này là của Lam Ti tộc. Lam Mộng Đạo Tôn đang ngồi trong gian nhà tranh của mình, nhìn bầu trời khóe miệng nở ra nụ cười. Nữ nhi Lý Thiến Mai quán không ở bên cạnh mà đang bế quan. Lam Mộng Đạo Tôn cho rằng tu vi của Lý Thiến Mai không đủ, cho nên sau khi mang Lam Ti tộc tới tiên giới liền khiến nàng bế quan lĩnh ngộ bổn nguyên của Lam Mộng Đạo Tôn hắn. Cùng nói chuyện vài câu với những người quen biết xong thì Vương Lâm rời đi. Đi cùng hắn có Tư Đồ Nam, Chu Như và đám người đầu to thập tam nữa. Những người này đi với cả Vương Lâm tới phía bắc của tiên giới, dừng lại trên một dãy núi liên miên không dứt. Vương Lâm cũng đã đi qua chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn, biết được Lý Thiến Mai bế quan xong. Không biết tại sao Vương Lâm lại thầm thở phào một hơi. Có lẽ hắn cũng không biết khi gặp Lý Thiến Mai mình sẽ phải nói gì. Bản thân cũng chưa hiểu được nổi, đối với cả Lý Thiến Mai hắn là ân hay tình nữa. Ân thì không phải là tình. Một câu nói của Lý Thiến Mai nhẹ nhàng vang lên bên tai Vương Lâm, vọng mãi bên tai của hắn. Tân tiên giới giống như một thế giới thế ngoại đảo viên, rời xa phân tranh giới ngoại, không để tới những kẻ đang tìm kiếm hồn thứ ba trong giới nội giới ngoại. Bởi có Vương Lâm trở về khiến cho càng nhiều tu sĩ tin tưởng rằng nơi này là nơi sinh sống tốt nhất. Vương Lâm ở trên một đỉnh núi, nơi này có một gian nhà tranh đơn sơ. Nơi này chính là nhà của Vương Lâm hắn. Chu Như cũng không muốn rời đi mà làm bạn bên cạnh Vương Lâm, giống như là một cô con gái, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập vẻ không muốn rời xa. Nhìn Chu Như đã lớn thì nội tâm Vương Lâm ngoài sự trấn áp, ấm áp về tràn ngập còn có sự đau đớn nữa. Bởi lúc này hắn nhớ tới Lý Mộ Uyển, nhớ tới cảnh trên Chu Tức Tinh năm đó. Hắn càng cảm thấy mình có lỗi với Uyển Nhi. Chỉ là sự đau khổ của hắn không ai biết. Hắn đau đớn cũng chẳng ai có thể nhìn ra. Thời gian gần 2000 năm đủ nhiều để hắn có thể ẩn giấu tất cả. Còn có đám người thập tam và đầu to, hai người tu luyện bên cạnh Vương Lâm, được hắn ngẫu nhiên chỉ điểm, rất nhiều minh ngộ. Hồn huyết của đầu to Vương Lâm đã sớm trả lại cho đối phương, giải khai phong ấn khiến cho hắn đã được tự do. Chỉ là đầu to cuối cùng không lựa chọn rời đi, mà chỉ nhìn bầu trời, thần sắc hơi mê man, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ lại. Vương Lâm biết đầu to nhớ nhà, chỉ là nhà của đầu to đã mất từ lâu. Năm tháng cứ thế trôi qua, những hồi ức thống khổ này tới ngày nay cũng đã trở thành chân quý khiến hắn không thể bỏ được. Thập Tam lại là người đơn giản hơn nữa. Hắn không suy nghĩ nhiều, ý niệm duy nhất của hắn chính là tu luyện trở thành đệ tử cực mạnh của sư tôn. Và nếu sư tôn muốn hắn có thể bỏ qua hết thảy, kể cả tính mạng của mình cũng được. Về phía Tư Đồ Nam thì ngay cả Vương Lâm cũng uống rượu. Khi lại thoải mái cười to vỗ vai Vương Lâm, thần sắc rất cao hứng giống như đã quên hết mọi phiền não vậy. Ngẫu nhiên sau khi uống rượu thì Tư Đồ Nam lại nhìn Vương Lâm lắc đầu cảm khái. Cảm khái không phải vì Vương Lâm đã trưởng thành, mà vì thật lâu rồi hắn không làm vương giả. Và Chu Giật cũng tới một lần. Thần sắc của Chu Giật thì khi uống rượu thì hơi buồn. Hắn uống rượu cả Vương Lâm, hắn mãi không mở miệng nói một câu, chỉ cầm lấy rượu cạn hết chén này tới chén khác. Sau đó hắn lại nhìn thật sâu một cái Vương Lâm, trên mặt hiện ra nụ cười duy nhất rồi gật đầu rời đi. Bóng lưng của hắn hiu quạnh lắm. Hắn vẫn mãi luôn muốn làm cho Thanh Sương tán thành sự tồn tại của hắn, hoặc là nhớ tới hắn. Dù kết quả là như thế nào đi nữa thì hắn vẫn chọn cách chờ đợi một ngày nào đó, hoặc là chờ đợi cả đời mình. Rất nhanh, Vương Lâm đã ở tân tiên giới hơn một tháng. Trong một tháng này hắn lấy ra những tiên phẩm năm đó được từ lôi tiên giới, lấy toàn bộ tiên thuật ra đưa cho đám người Thanh Lâm. Bọn họ sẽ truyền thụ những tiên thuật này làm cho chỉnh thể lực lượng của tiên giới được đề cao. Cùng với lúc đó, bên ngoài tiên giới một trường đại loạn từ từ bắt đầu. Phương pháp tìm kiếm hồn thứ ba của tứ đại chiến tướng ở viễn cổ tiên vực có chút đặc thù, giống như dựa vào bốn người liên thủ. Còn có rất nhiều tiên nhân bố trí một trận pháp huyết mạch tiên nhân kỳ dị, dùng trận pháp này không ngừng mà tìm kiếm. Đương nhiên về phương diện này còn có một số thủ đoạn đặc thù không thể người khác biết, dù là Vương Lâm cũng không thể biết được.
Ngoài tứ đại chiến tướng ra thì chiến lão quỷ dường như không có chút hành động nào, chỉ dùng thần thức tập trung quan sát tứ đại chiến tướng từ xa xa, xem bọn họ tìm kiếm. Tâm tư của chiến lão quỷ căn bản không che giấu tứ đại chiến tướng, hiển nhiên là rõ ràng, nhưng rất kỳ dị là bọn họ lại không dừng tìm kiếm, hình như chẳng hề quan tâm. Còn về đạo nhân bảy màu, sau khi mà rời khỏi Vân Hải tinh vực, hắn liền triệu tập trưởng tôn và mấy tiên phi đồng loạt hướng về giới nội, tiến thẳng tới Côn Hư tìm kiếm kỹ càng hơn nữa. Dường như hắn cũng mơ hồ thi triển ra một thần thông nào đó. Thần thông này chính là sau khi giới nội và giới ngoại đại chiến, dùng sự tử vong của vô số tu sĩ, đạo nhân bảy màu mới có thể thi triển được. Vương Lâm thì cũng đã tìm kiếm hồn thứ ba. Trong thời gian một tháng này, hầu hết thời gian hắn dùng để nghiên cứu làm sao để sử dụng tấm bùa mặt quỷ, nắm giữ ảo thuật trong đó. Loại chuyện này thì tương đối chậm chạp, cho dù có vội vàng cũng không thể có phương pháp nhanh chóng. Chẳng qua so với việc tìm kiếm hồn thứ ba thì trong lòng Vương Lâm còn có một cái gai muốn sớm rút ra hơn. Dù là không thể rút ra nhưng hắn vẫn cũng muốn chuẩn bị rõ ràng cái gai này rốt cuộc đâm ở địa phương nào, dùng phương pháp nào rút ra khiến người ta chí mạng đây. Và cái gai này thì chính là ai đâu, chính là Thiên Vận Tử. Đây không phải lần đầu tiên Vương Lâm tính lại Thiên Vận Tử, nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn một lần giải quyết khúc mắc cả ngàn năm nay. Thiên Vận Tử, rốt cuộc ngươi trốn ở xó xỉnh nào đây? Vương Lâm ngồi khoanh chân trong ốc xa là cái gì? Ánh mắt lóe lên, nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong tâm thần, tiến vào trong hồn của Thiên Vận Tử mà hắn vẫn luôn đang nắm giữ. Hắn muốn thông qua hồn này tìm ra nơi bổn tôn của Thiên Vận Tử ở, rồi đi giết hắn. Thiên Vận Tử không trừ, Vương Lâm khó thể an tâm. Người này chính là thứ xấu nhất ngoài hồn thứ ba đối với Vương Lâm. Rồi ok, chúng ta sẽ dừng ở đây. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 422. Có khả năng là tối nay thì mình vẫn chưa thể ra được chuyện độc chiến thiên nhai, mà cũng có thể là tí nữa mình sẽ cố gắng mình đọc cho xong. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Phi Tùng để mà cập nhật những tập truyện mới nhất, hay nhất của bộ truyện Thiên Nghịch. Mà ở đây có một điều nữa, đó chính là những bạn nào mà hay đọc truyện tiên hiệp thì các bạn có thể là giới thiệu cho mình một hai bộ nào đó. Một là người khác thì có thể là chưa đọc cũng được. Thứ hai, hoặc là đọc rồi thì cũng được, nhưng mà nếu là người khác đọc rồi thì những cái bộ nó ngắn ngắn thôi. Còn bộ nào dài dài một chút, tầm khoảng độ 100 tập, hơn 100 tập thì có thể là chưa người nào đọc thì mình mới dám đọc. Ngoài ra thì bộ truyện thì nói chung là bản dịch thì tương đối tốt một chút, càng tốt càng thì mình sẽ đọc càng hay. Thế thôi. Nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể là BM ở dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ.